Trời kiểu xanh nhưng mà đang có mây. Ừ, được biết xíu. Đúng kiểu ngày họp chợ. Nói chung mọi người cái gì mọi người cũng bán, mọi người bán cái gì mọi người cũng bán. Tôi đã chọn sao chỗ này có gì đông thế. Chắc phòng bạc phí gì. Không biết ở đây có trộm cắp gì không, hay là chúng ta phải trộm đồ. Chợ nhưng mà rất là xịn sò nhanh. Các tòa nhà rất xinh. Ôi, nhập quỷ. Ôi, con chó. Con chó đáng yêu ghê. Mọi người nhìn tòa nhà vệ sinh chứ. Đúng lúc nhộn nhịp. Có những người bắn đàn. Rồi, bắn cốc. Các lại thì à? Chợ nhưng mà dẹp lắm anh em. Kiểu xịn. Bên kia mấy cái tòa khách sạn. Ủa là trời, còn đây còn có sách nữa nè. Wow. Nhìn nè. Bên này vẫn là chợ ha. Đây, bắt đầu chúng ta sẽ vào khu chợ bán búp bê. Đây mới là chợ bán búp bê này. Lông thú nè, tôi thích mấy con lông này. Nhưng mà thôi hơi độc ác xíu. Ừ, bán là mình ngủ. Đây là cái hộp âm nhạc, bọn mày có biết không? Có biết rồi. Đang nghĩ là có mua không? Có hàng nào được? Ôi, những con này có 200 này, nhưng mà hình như có 3 con đúng không? Ừ, 3 con. Ôi, đâu này quá trời.